Sáng 29 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị thị xã, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã khai mạc hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. Dự khai mạc hội thi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo hội thi pháp luật về dân quân tự vệ thị xã. Công tác chuẩn bị và tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ diễn ra vào thời điểm thị xã đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu xây dựng thị xã Đông Triều trở thành thành phố vào năm 2022, vừa phát triển kinh tế xã hội vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Vì thế, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, đồng thời quan tâm động viên cổ vũ để các đồng chí tham gia hội thi đạt kết quả cao nhất. Tham gia hội thi có tổng số 56 thí sinh bao gồm chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã phường và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường. Trong thời gian một ngày, các thí sinh sẽ tham gia dự thi với các nội dung. Đối với phần thi chung, thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ bằng hình thức trắc nghiệm và thi bắn súng K54 bài 1C. Đối với phần thi riêng cho từng đối tượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch, tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025 của xã phường. Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã phường chuẩn bị nội dung và thực hành lên một lớp chuyên đề giáo dục chính trị pháp luật cho dân quân tự vệ. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường tham gia xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã phường. Hội thi được tổ chức trong điều kiện đảm bảo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và sẽ bế mạc vào chiều cùng ngày.